cậu ấy ngủ rồi, xem cậu ấy đang chơi game gì. Trời ơi, thế mà lại có nhiều nam thần như vậy. Game này có nhiều nam thần như vậy sao? Mình cũng phải thử xem. Đại thần thế mà lại chủ động hẹn mình, nên đi hay không đi? Lần đầu gặp mặt đại thần, nhất định không được ăn mặc xuê xòa. Hãy chọn bộ đồ vừa gợi cảm vừa sang trọng này. Đây không phải là đàn anh sao? Có nên đến chào hỏi không nhỉ? Dù sao cũng là đàn anh khóa trên. À, đàn anh tình cờ quá. Không tình cờ đâu, anh đang đợi em. Thì ra đại thần chính là đàn anh. Vivi, nãy mặt anh cùng ăn một bữa cơm chứ. Dễ dàng như vậy liền giành được trái tim của nam thần, còn có thể mở khóa cốt truyện mới.